Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã đưa tin trong chương trình thời sự gần đây về những hoạt động vi phạm pháp luật trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại giá trị đạo đức của dân tộc, của cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại Huế đã có không ít gia đình có con em, vợ chồng, người thân mù quáng đi theo sự dụ dỗ lôi kéo của số đối tượng trong hội thánh này. Và để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện và khách quan hơn về vấn đề này, trong phóng sự sau chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với đại diện cơ quan bảo vệ pháp luật và chức sắc tôn giáo. Những ý kiến thông tin sẽ phần nào trả lời câu hỏi mà nhiều người quan tâm về thực chất của cái gọi hội thánh của Đức Chúa Trời là gì. Trao đổi với phóng viên, Mục sư Nguyễn Hữu Thường Thanh, quản nhiệm Hội thánh Tin lành tại Huế, mong muốn giới truyền thông phải phân biệt rõ ràng giữa Hội thánh Đức Chúa Trời với Ta giáo Đức Chúa Trời Mẹ. Vì danh xưng Hội thánh Đức Chúa Trời lâu nay chỉ dùng cho Hội thánh Tin lành Việt Nam và các hệ phái Tin lành chính thống khác. Nhưng hiện nay, Ta giáo Đức Chúa Trời Mẹ cũng lấy tên gọi đó gây nên sự ngộ nhận, làm cho một số người hiểu sai và đánh đồng Ta giáo này với Hội thánh Tin lành. Thực chất, nguồn gốc của Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ do anh Sang Hồng sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc. Năm 1985, anh Sang Hồng qua đời, để lại quyền lãnh đạo cho bà Giang Ginja. Bà này tự xưng là Mẹ Thiên Thượng. Kể từ đó, Tà giáo này còn có tên gọi là Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ. Một số giáo lý của Tà giáo này cũng lấy ra từ Kinh Thánh, giống với đạo Tin lành, nhưng họ lại diễn giải sai lạc, trái ngược với lời dạy trong Kinh Thánh. Như vậy, tôi khẳng định Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ không có liên quan gì đến Hội thánh Đức Chúa Trời, trong đó bao gồm Hội thánh Tin lành Việt Nam và các hệ phái Tin lành chính thống khác. Chúng tôi đã thông báo đến các tín hữu trong Hội thánh Tin lành phải hết sức cảnh giác trước sự lan tràn của Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ, tuyệt đối không tiếp xúc với những người theo Tà giáo này dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì đối tượng người tín hữu Tin lành tin kính và thờ phượng là Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng tạo hóa dựng nên vũ trụ và muôn vật, chứ không phải là một nhân vật do con người tạo ra, như Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đã tôn xưng những con người như anh Sang Hồng là Đức Chúa Trời Cha và Giang Ginja là Đức Chúa Trời Mẹ. Đây là những điều hết sức sai lạc, nghiêm trọng, đi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh, không thể chấp nhận được. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hàng trăm tín đồ tham gia cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời đang hoạt động. Số đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, trả hình giữa nhiều vỏ bọc khác nhau và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để đối phó với cơ quan chức năng. Nhưng phổ biến nhất thường là các phòng trọ, quán cà phê, khu chung cư. Trước sự hoạt động trái phép của số đối tượng này, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị dụ dỗ lôi kéo vào hội thánh của Đức Chúa Trời, đồng thời có biện pháp đấu tranh ngăn chặn các đối tượng hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng trên, thì đơn vị chúng tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành chức năng liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào, cho cán bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị chúng tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, đẩy mạnh các mặt công tác nhằm phát hiện, đẩy lùi, ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước những hoạt động vi phạm pháp luật và có biểu hiện mê tín dị đoan, phản khoa học, đi ngược lại giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, như không thờ cúng, đập phá bàn thờ tổ tiên, tuyên truyền ngày tận thế. Đặc biệt, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, số đối tượng trong hội thánh của Đức Chúa Trời đã lôi kéo các em học sinh, sinh viên bỏ học, người lao động bỏ việc làm đi theo hội thánh. Việc này đã bị nhân dân lên án, phản đối và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để vạch rõ bản chất của cái gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời.
Thưa quý vị, sau một thời gian bị một số đối tượng gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời lôi kéo, dù dỗ, đã có không ít người có những việc làm vi phạm pháp luật, đi ngược lại các giá trị, chuẩn mực đạo đức. Nhưng sau đó, họ nhận ra bản chất thật của tà giáo này. Chúng tôi sẽ có tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo.